Phụ nữ dùng lên. Nè. Sao? Đây. Đâu, coi. Bà coi cái clip dựng demo đi. Trời ơi mấy khúc mà tôi quýnh mà. Tôi thêm cái hiệu ứng vô nó chỗ đánh nhìn đau, nhìn đã lắm. Chắc. Không phải do hiệu ứng mà nhìn đau đâu. Sao? Lúc đó ông đánh thiệt. Ủa vậy hả? Chứ ông nghĩ mấy cái vết bầm này đâu ở đâu ra? Ôi trời đất ơi. Tưởng quá trang hả? Trời. Cái này vết bầm mày đánh thiệt nè. Nó nhập tâm nhập tâm. Là kêu diễn vậy nha. Đây coi đây các bạn demo. Ê, ủa gì ghê vậy? À dạ giống nhà. Kì có đi. Hóa trang hả? Đau đau thốn. Ông mày bầm thiệt á. Mới cái này mới vết mới. Ôi. Tôi quýnh. Là quýnh á. À làm cái clip. Hay quá hay không hả? Đất ơi quýnh đây luôn hả? Đúng rồi. Hay quá. Quýnh mà thiệt ghê ha. Ê coi cái clip đi. Trời ơi quýnh quá trời quýnh. Trời ơi. Thiệt phải gì vậy? Trời ơi trời. Lên gối. Trời ơi. Chỏ liền. Trời ơi hay quá. Hay nè. Xuất sắc nha. Nè cái khúc con mắt nè bị đục nè. Trời ơi nè. Lên liền. Đang dựng demo nó về tôi kỳ phong vô máu nó chảy tuôn. Trời ơi. Tôi sẽ up cái này lên mạng xã hội. Nó đúng mấy cái điểm nhức nhối của xã hội bây giờ. Cái chỗ đó. Cái thị hiếu khán giả người ta đang cần để mà làm gì để mình lên án cái chủ đề quá nóng hổi. Đúng không? Người ta sẽ focus cho công ty mình rồi. Ê hả? Chú coi đi. Chú. Chú lo đi. Ổn lắm rồi. Kiệt tác. Ê nè. Cái gì? Thì cái chú. Sao chú nhấn như vậy? Chưa chú hiểu cái trái chuối bị giật đau á. Đau á. Chú mà nó bị giật nó thốn mé. Nó quá trang mà hay là gì? Thì cái chú. Chú xạo. Chú. Trời ơi chết chị Hằng chú ơi. Trời ơi. Con quýnh con xác nhận là thiệt. Ủa nó chuẩn ra hả? Đây nè, chú biết nè chú. Chết cha quách. Cái đầu, trang hả? Cái đầu nó đập vô đây cũng là thiệt nè, mới đập. Ủa gì hả? Trời ơi. Thốn thêm nữa, trái chuối dập thêm cái đầu nữa. Sao vẫn nghĩ nó là quá trang ta? Trời ơi, chú ơi. Chết con nhỏ chú. Trời ơi, chú. Chú đánh kiểu đó chú. Cái này là đáng là nãy giờ mình phải quay lại khúc quay này. Quay cái cảnh này lên hot hay. Chú tưởng là quá trang lấy cái son quét lên. Ủa không phải hả? Không chú. Bây giờ nè, trích xuất camera đi lấy cái đoạn này up lên mạng xã hội. Đúng rồi, mình tăng lực. Cái đoạn này nè. Đi đâu được cái clip nó được tăng lực nha. Hiểu lầm thôi mà. Nhưng mà nè, tại sao con phải trời chơi thiệt luôn hả con? Con chơi khôn máu, con diễn thiệt luôn để cho cái tính chân thật người ta nhìn vô người ta thấy. Đúng rồi. Đúng. Người phụ nữ người ta bị quýnh vậy đó. Đúng rồi. Ủa, hay vậy? Con mắt là quá trang phải không? Con mắt thiệt luôn trời ơi. Thiệt nó thốn rồi nè, con đắp chút xíu con lăn chút gà. Ủa mà con nè khoan đã. Con. Đó nè. Nè ẩm chỉ lên quay vòng vòng luôn nè nó. Quay như xiếc vậy đó. Trời ơi ghê quá. Ơi có khiếu nha. Có khiếu quýnh giờ. Rồi xong ký con mắt chỉ luôn. Ghê. Con mắt là dễ sợ đó. Quá có khiếu luôn á. Con kêu. Mà không lấy vợ nha. Đừng lấy vợ nha. Vậy hả? Vợ thấy cái này nó không lấy đâu. Không quýnh biết ghiền. Ghiền á. Mà nè. Bà đã con thấy. Con đọc báo hồi nào vậy? Con đọc báo gọi, mà đọc báo hôm qua. Báo hôm qua hả? Báo hôm qua, bữa nay con nóng hổi. Không nóng hổi con ơi. Sao vậy? Cái tin này nó nguội ngắt rồi. Ủa? Sao vậy? Nó nguội mà bây giờ con có hâm lửa lại nó vẫn không nóng nổi luôn. Hôm qua, con mới đọc báo hôm qua. Không, nó nguội lắm rồi. Rõ ràng con đọc có cái chuyên mục là tóm tắt rồi nội dung mà. Dạ chị hai, tóm tắt là có nghĩa là sự việc diễn ra rồi, giải quyết ổn thỏa rồi, gia đình người ta hai bên hòa thuận xong hết rồi, người ta mới tóm tắt sự việc. Hiểu chưa? Ủa vậy hả? Nó là cũ rồi, nó là chậm rồi. Nha. Chậm chậm từng rồi hả? Làm thời sự mà không nắm bắt thời sự, đưa ba cái tin cũ rít lên ai mà coi. Chết rồi vậy. Cái sự hy sinh nè, sự hy sinh vô ích. Ủa vậy rồi cái clip mình quay, clip quay con hỏi nữa. Bỏ đi. Ủa gì đổ công đổ bể công sức của tụi con. Con bị hy sinh con quýnh vậy. Bỏ hả? Tiền nữa. Con ngu quá. Khóc giả lắm nè, khóc thiệt nè. Cho em ra liền. Tôi cho tất cả mấy người cho hẳn 30 phút luôn. Tại sao không ai chịu làm gì vậy? Không ai chịu lên tìm hiểu coi bây giờ xu hướng thị trường như thế nào? Tại sao lúc nào cũng bị trễ vậy? Không có, em thấy nhanh mà. Em thấy bình thường luôn, không có gì luôn á. Nhanh chỗ nào hả? Nhanh gọn. Anh thấy không? Nè ha. Tôi đang đứng đâu nè? Cái câu đó là của 3-4 năm trước rồi. Nó là trend củ xì, củ xít. Củ xì, củ... Củ xì, củ rít. Củ xì... Ủa vậy hả? Chà. Đúng không? Em xin lỗi. Bây giờ nhai lại nhắc lại. Em xin lỗi. Mà gọi là chen à? Chen chỗ nào? Nhiều khi nó nhắc lại là cũng là cái chen đó anh. Tôi hỏi mấy người, tôi cho mấy người nghỉ trưa để chi? Để trong thời gian nghỉ trưa mấy người phải làm việc. Tại sao không ai làm việc vậy? Có làm phải không? Dạ. Ngon là game hot nhất trên thị trường mạng là game gì con? Pikachu. Bắt. Nghiên cứu gì vậy hả? Nghiên cứu game hả?
Hợp đồng ký đi, ký. Chùi đi. Ký, chút đi. Ngã dưới ngủ nghe vậy đó. Sao? Con làm gì kiểu gì hả? Ngủ trưa luôn hả? Cho ngủ trưa thiệt đúng không? Ngủ trưa, ngủ trưa. Con ngủ hồi nào? Chứ sao? Con đâu ngủ đâu. Chứ làm gì? Con làm việc. Con làm việc hả? Con đang sắp xếp những công việc trong tiềm thức. Hay quá vậy con. Dạ. Đúng không? Có. Vậy chiều nay làm gì? Công ty làm gì? Chiều nay làm gì? Gặp ai? Đối tác khách hàng nào? Nói. Để con nhớ. Vậy mà kêu làm việc tiềm thức. Được làm mà sao cái lịch. Con chỉ biết ngủ mà thôi. Cái lịch trình này sao ta? Còn cái nữa. Còn Sương, câu hát hot nhất trên mạng là cái gì? Người ơi em muốn cùng anh thề câu nguyện ước hai đứa mình cùng bên nhau đi đến cuối con đường. Nè, cái này còn cũ xì cũ xích hơn cái này nữa. Cũ xì cũ xích. Rất cũ luôn. Tôi nhớ hồi tôi còn đi học tiểu học, bài hát này đã được cô ấy hát rồi. Ủa quá. Mới có mười mấy năm mà. Cái gì tiểu học quá. Ủa chú già dữ lắm rồi. Tao mới có chục năm. Đúng mà. Rồi. Mới mười năm mà. Ủa mới mười năm hả? Dạ đúng chú rồi. Chú tưởng chú là chắc hai mấy tuổi quá. Ủa sao nhớ hồi đó đi học có nghe bài này rồi mà ta. Trời trong tiềm thức giống chị á. Nhưng nói chung lại là cái này là cũng là củ xì. Củ xì củ xích. Đúng, củ xì củ xích rồi. Tại sao vậy? Hả? Tôi đã cho mấy người thời gian để tự cập nhật thông tin, tự update thông tin mà gút của mấy người không cập nhật đúng không? Đúng không? Con... Được. Ngày hôm nay tôi sẽ đứng ra ép mấy người phải cập nhật thông tin. Là sao chú? Sương. Dạ. Kể từ ngày hôm nay con phải có nhiệm vụ sáng sớm đọc hết tất cả những tin tức báo đài liên quan sự kiện này sự kiện nọ cho toàn thể công ty nghe hết. Trời. Con giống như là một cái trạm thông tin thời sự di động. Dạ được. Ráng đi em, ráng đi, cố lên. Nhưng mà các người phải nghe. Nghe. Tôi cũng sẽ nghe. Ủa? Để xem có còn dám lơ là nữa không. Ủa? Chú cũng nghe hả? Bạn nghe rồi, bắt tụi em nghe lại xong rồi kể lại cho anh. Chi cho nó đi lòng vòng. Đừng có cãi. Lo mà nghiên cứu tìm hiểu đi. Làm gì quảng cáo dạ. Mà tất cả những sản phẩm quảng cáo mình lúc nào cũng vậy á, đưa lên đều là đi chậm so với xu hướng. Trời lúc nào cũng chậm hết, mặc dù ý tưởng là ý tưởng mới nhưng mình làm chậm quá bị trùng hợp những ý tưởng khác. Ủa tại sao vậy? Ủa gì? Chứ đừng có rầy la tụi con tự nhiên. Con có dính dáng gì tới cái giờ tụi em nghỉ trưa đâu. Không phải là không dính dáng.